Để có vé theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31, nhiều người chờ sẵn trước nhà thi đấu Việt Trì từ tối 2 tháng 5. Tới sáng 3 tháng 5, số lượng người xếp hàng mua vé nhanh chóng tăng lên. Đa số cổ động viên đều đeo khẩu trang. Nhiều người tranh thủ ăn sáng, uống nước để lấy sức chen chân mua vé dù phải xếp hàng từ nhiều tiếng trước. Cảnh chen lấn vẫn trong tầm kiểm soát khi giờ bán vé còn khoảng 60 phút. Nhiều người không đủ kiên nhẫn và sợ hết vé đã leo thẳng qua hàng rào để vào trong. Mỗi khán giả chỉ được mua 2 vé trên trận và số trận ban tổ chức bán vé là 6 trận. Như vậy, mỗi người có thể mua tối đa 12 vé trên lượt xếp hàng. Trẻ em xếp hàng rất đông trong khu vực này. Nhiều người lớn mang theo con nít để dễ dàng được ưu tiên, chiếm vị trí và tăng số lượt mua dù các bé không xếp hàng từ trước. Không khí ồn ào khiến một em nhỏ có vẻ hoảng sợ. Một nữ cổ động viên bức xúc khi thấy nhiều người lớn tuổi không xếp hàng, nhưng chen vào khu vực mở bán vé. Chị này cho biết những người không xếp hàng là cựu chiến binh và người lớn tuổi. Việc đó khiến nhiều cổ động viên không đồng tình và đề nghị công an can thiệp. Lực lượng an ninh được triển khai rất đông cả ở trong và bên ngoài nhà thi đấu. Trước sự phản ứng của đám đông cổ động viên, họ buộc phải yêu cầu những người đứng bên ngoài hàng phải lùi lại. Một số người lớn tuổi có mang theo thẻ cựu chiến binh để được ưu tiên. Ban tổ chức đề nghị mọi người xếp hàng mua vé giữ trật tự. Nếu tình hình không ổn định, ban tổ chức có thể sẽ không bán vé. Đây là lần đầu tiên sân Việt Trì có cảnh xếp hàng từ 18 giờ hôm trước. Hàng nghìn người mong mỏi mua được vé xem các trận của U23 Việt Nam. Ban tổ chức thông báo sẽ bán vé trực tiếp vào lúc 8 giờ sáng. Số vé không còn nhiều do một lượng nhất định đã được bán trực tuyến và theo đường công văn. Những cổ động viên đầu tiên đang chờ nhận vé, trong số này có vài em học sinh tiểu học. Ban tổ chức cũng chỉ bán vé ở một kiosk nhỏ đặt phía trong khuôn viên nhà thi đấu Việt Trì, nên thu hút rất đông người chờ đợi.